Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với phần 2 trong cái video về vấn đề lưng gù của mình. Nhiều bạn khi mà xem xong video của mình thì chỉ comment là: ôi giời, cần gì mà phải phức tạp thế, chỉ cần dựng thẳng người lên là được rồi chứ gì. Đôi khi chính là thế, cho đến khi các bạn không để ý và lưng các bạn lại bị gù. Để cho các bạn biết đó chính là tư thế thẳng không phải muốn là được, mà chúng ta phải tập luyện thì mới được. Bởi những gì mà chúng ta làm hàng ngày khiến cho cơ bụng và cơ vai trở nên yếu đuối và lười biếng. Vậy hãy cho chúng một số bài tập để cải thiện vấn đề này nhé. Để bắt đầu bài tập thì các bạn hãy hít một hơi thật sâu, sâu nhất có thể, để cho phổi được cung cấp đủ oxy. Rồi, bắt đầu vào bài tập thôi. Cái cách đầu tiên thì nó sẽ hơi tốn kém một chút, đó chính là các bạn sẽ dùng bức tường. Thường thì giá cả sẽ khác nhau tùy vào từng căn nhà, có thể là 2 tỷ, 8 tỷ, thậm chí là 80 tỷ. Khá là tốn kém đấy chứ nhỉ. Đầu tiên các bạn hãy đứng dựa vào tường, đầu, hông và chân tạo thành một đường thẳng. Và các bạn bắt đầu đưa tay lên, xong rồi hạ tay xuống. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn làm thì các bạn sẽ để ý đó chính là lưng của bạn bắt đầu cong lên. Hãy gồng cơ bụng, ấn bụng xuống để duy trì tư thế thẳng với bức tường. Nếu vòng 3 của các bạn quá to thì hãy bước vài bước chân và tiếp tục thao tác. Hãy làm ít nhất 15 lần vào buổi sáng nhé. Và các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy người mình bắt đầu muốn vươn lên. Đó là dấu hiệu để cho các bạn biết đó chính là phần cơ lười biếng của các bạn bắt đầu hoạt động rồi đấy. Bài tập thứ hai thì nó sẽ không tốn tiền lắm và bạn có thể làm luôn nhé. Đó là các bạn đưa tay ra sau, đan bàn tay vào nhau và kéo giãn, giãn hết mức có thể và giữ tư thế đấy trong khoảng 20 giây. Để mình lặp lại một lần cho các bạn xem nhé. Đó là các bạn đưa tay ra đằng sau, đan bàn tay vào với nhau, sau đó ngửa bàn tay ra và kéo giãn, giãn hết sức có thể. Bạn có thể áp dụng bài tập này vào buổi sáng khi mà các bạn vừa ngủ dậy, hoặc là vào buổi tối khi mà các bạn ngồi máy tính xong và các bạn chuẩn bị lên giường đi ngủ. Số 3, và cái này các bạn cũng hỏi mình suốt thôi: ơ anh ơi, tập chống đẩy, tập plank mà bị tròn vai, thế thì chẳng nhẽ chúng ta không tập bài đấy nữa à? Không không, ý mình không phải như vậy, mà đó là các bạn tập song song giữa chống đẩy và những bài tập khác, cụ thể là những bài tập xô để khiến cho phần lưng của bạn to hơn. Bởi vì mục đích bây giờ của chúng ta đó chính là phần cơ này sẽ được dài ra và phần cơ sau lưng sẽ bị ngắn đi. Còn bài tập nào hoàn hảo hơn là kéo xà. Kéo xà sẽ giúp cho phần lưng của bạn được giãn ra. Và tiện thể cơ xô của bạn sẽ to hơn. Đúng là hai trong một mà. Mình học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, khoa múa. Cái điều đầu tiên mà thầy cô dạy cho lớp mình đó chính là dáng đứng. Vì chỉ khi dáng đứng của các bạn đẹp thì các bạn mới có thể múa đẹp. Mình thấy lời khuyên này rất là có ích, tại vì nhiều lúc lưng mình cũng bị gù mà. Thầy cô cứ phải nhắc mãi thôi, thế nên mình muốn chia sẻ cho các bạn. Phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của video này đó chính là lợi ích khi mà các bạn có một dáng đứng thẳng. Điều số 1, đơn giản thôi, đó chính là các bạn mặc đồ sẽ đẹp hơn. Khi các nhà tạo mẫu thiết kế quần áo cho các bạn thì các bạn nghĩ họ sẽ thiết kế cho người lưng gù ư? Không hề, mà họ sẽ lấy dáng đứng chuẩn của con người. Nếu mà bạn có một dáng đứng chuẩn thì quần áo sẽ về form một cách đẹp nhất, khiến bạn lúc mà mặc lên trông sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tiện thể nhìn bạn cũng sẽ lực lưỡng, cơ bắp hơn, ngực bạn to hơn, cơ bụng của các bạn cũng sẽ bé đi, bởi vì bây giờ nó không còn chịu sức nặng của cơ thể nữa. Khi mà cải thiện việc gù lưng thì các bạn có thể cao hơn tầm 1-2cm đấy. Bởi vì cột sống sẽ kéo dài và dựng thẳng lên. Cuối cùng, đó chính là dáng đi của các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Khi mà mình nhìn thấy một người gù lưng, mình sẽ nghĩ ngay là bộ anh chàng này đang mệt mỏi, hay là anh ta không muốn ở đây và chỉ muốn về nhà vậy.
Lúc đầu các bạn có thể cảm thấy mỏi bởi vì chưa quen, nhưng nếu mà các bạn chăm chỉ luyện tập thì nó sẽ trở thành bản năng của các bạn vậy. Và các bạn có thể giữ được tư thế đấy trong vòng cả ngày mà không hề bị mỏi. Nhớ nha các bạn, có công mài sắt, có ngày chai tay. Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Mình hy vọng là chúng ta có thể sống trong một thế giới hoàn hảo, khi mà ai cũng có một dáng đứng thẳng. Hãy cùng đồng hành với mình để không một ai mắc bệnh lưng gù nữa nhá. Mình là Tuấn Đạt và xin gặp lại các bạn ở một tháng nữa. Video này ngắn thế thôi.